Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp giao thông vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn. Đây là dịp để các doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất những ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách của thành phố. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Bộ Giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Theo báo cáo thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, những nội dung doanh nghiệp thường vi phạm là người điều hành hoạt động vận tải xin cấp giấy phép hoàn toàn khác so với thực tế hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra. Các doanh nghiệp không có bộ phận theo dõi an toàn giao thông hoặc có nhưng chưa đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Nơi đổ xe chưa đạt chuẩn, chưa kiểm tra và bảo trì phương tiện thường xuyên để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn đề cập đến những bất cập trong quá trình hoạt động của mình, như tình trạng xe dù bến cóc còn tồn tại nhiều năm nay làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh chân chính. Ngoài ra, việc di dời bến xe miền Đông ra quận 9, xa trung tâm thành phố cũng tạo ra tâm lý lo lắng trăn trở cho nhà xe. Các doanh nghiệp hy vọng thành phố và các sở ngành xây dựng kế hoạch giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp hoạt động tại bến xe. Đại diện bến xe miền Đông cũng đề xuất một số giải pháp có thể triển khai trong thời gian tới, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hành khách.